Nè, cái ghế điện nằm đẹp trời ơi. Cái ghế điện nè. Đẹp quá à. Nè, cái ghế điện nè. Ê, sao tôi nằm cái tướng là gì tôi giống tôi nằm viên cá quá vậy. Trời ngon dữ vậy trời. Ôi. Mà làm gì biết rồi mà ở nhà mà cũng ngủ nhại vậy. Hả? Đi đâu? Trời ơi là trời, mà ở làng xóm mình cũng phải đi biết giao lưu đồ này kia rồi. Luôn chi giao lưu cho biết đó biết đây với bạn bè làng xóm rồi này kia kia, còn không thấy mặt bà ló ra ngoài đường nữa. Rồi làm gì cũng như có làng xóm là bạn bè bởi vậy thiệt chứ, mà tôi dặn bà là mai mốt mà có đi đâu á thì cũng đi tới đâu mà cũng phải thiện cảm, phải giao lưu với hàng xóm để có thiện cảm, thấy không? Rồi đi vô trong đi soạn đồ đi chi, để đưa bà đi du lịch chơi. Đi lần hả? Ừ. Đi đâu đi Sài Gòn cái gì? Thì đi du lịch thì có chỉ chỗ du lịch là vui rồi. Đi lần hả? Ừ. Trời nắng đồ lẻo lên. Trời đông nó sớm đi chơi đi lịch đi mấy ngày, đi 2 ngày hay 3 ngày? Đi 3 ngày. Đi 3 ngày luôn hả? Ừ. Trời ơi. Lẻ lẻ lên. Đâu có đàn ông con trai đâu có ra đàn miếng nào hết trơn. Nói cái gì mà cha nói tôi sách nổi muốn chết luôn. Ông sách một mình ông túi một tôi sách hai túi gì nè. Tôi đi ông sách hai túi đi. Chào mấy con đi chơi ít thôi làm cho cố vô sách cho một đống. Rồi tôi đã nói là bây giờ đi sớm sớm những cái ông đi gì mà để trễ vậy rồi lên đây ông biết là tối mua đến thức gì à? Phòng nào vậy bà đó bà nói gì phòng VIP 1 là phòng nào cái này chứ ý phòng này nè cái chỗ đi ở phòng này để dép ở ngoài ông nội ơi. Trời ơi để đại vô đây đi để dép ở ngoài đi để vô phòng người ta sạch sẽ ta lau dọn sạch sẽ trơn rồi mà ginh vô một cát đất không người ta lao dọn thu nghiệp người ta mở vô là hả? Người ta nói cái phòng sao mà nó bự dữ vậy chè mở lao vậy mở đèn thôi vậy y ai nữa ừ đúng rồi cái nữa ai ê đẹp quá nghe ê đẹp quá trời đẹp luôn kìa đẹp người ta mới cho mướn bà nội ghê chứ không đồ nè có cái ghế điện mới đẹp cái ghế điện nằm đẹp trời ơi cái ghế điện nè đẹp quá à. Nè cái ghế điện nè. Ê sao tôi nằm cái tướng là gì tôi giống tôi nằm viên cá quá vậy. Đẹp không đẹp không đẹp không ơi, ủa sao ở đây giàu vậy ông ừ? Ở đây gì tới hai cái ghế điện như vậy nè điện nè đó cái gì bởi vì mới gọi là phòng VIP bà cũng ừ. VIP hả ừ ôi là trời chồng đi sang dữ vậy trời đi du lịch cho chơi vợ ở phòng VIP tôi là phải ở phòng VIP chứ lâu lâu biết bao nhiêu năm mới có một lần chứ đâu phải. Ê, cái vậy cái niệm thì bự quá ha, bự hơn cái niệm mấy dưới quê của vợ chồng mình ha. Trời ơi im không im cái lưng quá nè tao gọi là VIP đi về sắm cái niệm thì cho tôi nằm đi mà làm như rẻ tiền lắm sắm cho mấy người ông thương tôi vậy ông phải lo cho tôi chứ thôi mệt quá lâu lâu đi du lịch mua nằm đỡ đi chứ đó mà đầu cho cố chát ta nói cái kiếm kìa cái kiếm nó trong vắt luôn ông nội ơi đẹp quá trời đẹp nha đẹp dữ không trời ơi cái này mà tôi với ông ở đây một tháng rưỡi tôi cũng chịu nữa rồi về sang đắt luôn trả cho người ta tiền đâu trả cho nổi hay quá tối bữa hai bữa là muốn xỉu rồi đó y vậy mà hồi xưa ông nói ông thương tôi ấy trời ơi trời ơi nó mát ông ơi thánh là mở cái này gì vậy cái tủ lạnh đó hả ừ trời ơi cái tủ lạnh mà mở ra chi cho tốt được vậy mà không có đồ ăn hết ông chạy chắc ừ ai rảnh đâu để đồ ăn cho bà tự mua để vô chứ ai đâu rảnh làm gì đóng lại đóng mạnh quá thì luôn bể luôn ra ồ mà quá ê cái gì vậy mai lạnh ấy là phà cái người mà lạnh nhất hả phà ra là tướng lạnh trời ơi là trời cái nhà tắm này không phải rồi thôi cái nhà tắm nó gạch me ở dưới luôn kìa bà bớt lúa là giùm tôi đi cái nhà tắm của mình lót tôn không ơi lại lót lá rồi tay gồm tôi thấy tắm hết trơn tôi nói đang tắm hết trơn hầu bữa ở từ kể dâu nghe tôi đang tắm cái bữa đó bão gió hỏi một cái dèo ba cái lá bay hết trơn ông tư ngủ ông đi ngắn thấy hết trơn bấm sẹt không mình vui lắm nó dễ cho tao thấy thì vui lắm gì không thấy hết trơn không trời ơi là trời đàn bà mắc nết gì nó biết cái đồ che lại để cho tao thấy có tôi che mặt tôi lại ừ bà chứ mắc cỡ tôi nói chuyện với bà tôi mệt quá tôi đi tắm hả ừ đi tắm đi
Trời ơi, thầy nói cái phòng nó đã gì đâu chị. Tắm lẹ lẹ nha. Trời ơi, quên nữa. Ông dặn mình là đi đâu là cũng phải thân thiện với hàng xóm nữa chứ. Phòng này sao im điềm vậy ta? Ê, có tiếng người trong này nè. Ai vậy? Ngoài vậy? Anh mở cửa coi. Ai vậy? Trời, chắc lễ tân quá à. Ơ, ủa, cho hỏi ai vậy chị? Em đâu có kêu người dọn phòng đâu chị. Hả? Tháo, em đâu có dọn phòng gì đâu. Ủa, chứ chị ai vậy? Chị mới thuê cái phòng kế bên đây nè. À, là có gì đó chị? Thánh thần ô, cái phòng của em nó đẹp dữ vậy chị em. À, dạ. Bạn gái em thích cái phòng màu hường hường vậy. Màu hường vậy đó hả? Dạ. Đẹp quá trời đẹp luôn ha. Ôi ôi, ta nói có đèn kìa. Thánh thần ôi, nó đẹp dữ vậy ta. Ủa? Chị ở dưới quê chị mới lên. Cái bắt đầu là đi du lịch đó. Cái thằng chồng chị nó dặn là đi đâu cũng phải thân thiện với hàng xóm. Cái chị qua chị chào hỏi hai đứa nè. Ơ con quên lại chút xíu đi. Trời ơi, đi đâu chị? Chút xíu. Ờ cái gì vậy trời? Bạn tao quên mong nhiệt tình với trời. Thằng đó trời, gì vậy trời? Lần đầu tiên anh thấy mà đi khách sạn mà có điều này luôn. Sợ chị vô nghe. Dạ. Chị có thọc gà với quê lên nè. Chị biết hai đứa ăn lấy thảo. À, không cần đâu chị. Trời ơi, khách sáo mà. Thọc gà ta nó đẹp ngon lắm. Trời ơi, thánh thần ơi, tao có cái đồng hồ đẹp kìa. Mà ở đây không có gì đồ nóng chị. Ê, mát quá nghe. Dạ. Máy lạnh mà. Máy lạnh hả? Máy lạnh. Máy lạnh, bên phòng chị cũng có vậy luôn hả? Đúng rồi. Mát nghe. Ủa mà chị lên đây làm gì chị? Hả? Chị lên đây du lịch em. Du lịch. Đúng rồi. Chồng chị đi đó, nó dẫn chị đi được 2 ngày. Ủa hai em đi đâu vậy? Tụi em cũng đi. Đi du lịch, đi du lịch luôn. Hai là vợ chồng mới cưới hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Hai giờ chồng mới cưới chị thương gì đâu, không bé gái dễ sợ. Dạ. Ủa cái mặt có trang điểm không đẹp em? Dạ không. Hả? Đâu có điểm gì đâu. Mặt có trang điểm mà. Dạ không. Trời, 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 em sợ dị ứng lắm. Dị ứng hả? Dạ. Ủa, ê cái điểm màu hồng đẹp quá em. Ừ. Ủa chị đi ra chị. Chị định không về luôn hả? Đâu, chị đi ra vòng vòng, chị nói chị, ủa em tên gì hả? Chị nói chị kia quên, em tên gì? Em bé Nam. Em bé Nam hay em tên gì? Dạ em tên Tài. Chị bé Chín. Ủa, sao tên bé giống nhau vậy? Ủa, tên chị là tên thiệt là bé Chính luôn. Dạ. Ôi ôi. Ủa mà chị định không về hả? Chị định đến đây luôn hả? Không, chị lên đây chị chơi 2 ngày rồi chị về. Không biết là chị vòng 2 ngày này là chị sẽ đi gọi là người ta gọi là gì? Đi giao lưu, đi ngoại giao hết vậy đó. Ấy là chị định ở phòng bên ngoài luôn, chị không đi nhà. Hả? Đâu, thủ thì cũng như hàng xóm ở dưới quê chị thôi. Chồng chị dặn đi đâu rồi cũng hả ái hàng xóm. Thôi, hai đứa làm gì làm đi. Chị đi đâu biết không cái lên nha. Ôi trời, đẹp, dễ sợ đẹp luôn. Ôi trời, nhà cũng định đi qua mấy phòng kế bên nữa hả trời. Xem được là bại lộ đấy em thấy không? Ôi, giờ này 10 giờ mấy rồi mà tối nữa mà qua đây. Thánh thần ơi, trời, ghê quá má luôn. Lần đầu tiên thấy ai mà tự nhiên. Thôi, đi ngủ, đi ngủ. Chồng một miếng nha. Em bị sốt rồi nè. Ai gì trời, ai hưởng giờ này gì trời, ai vậy? Cửa có mở, có khóa đâu. Ủa, gì bà nội? Chào hai em. Gì vậy? Giờ này có chị ở cái phòng kế bên đây nè. Người liên quan gì? Hả? Liên quan gì? Tại vì á, chị đi lên đi du lịch. Cái chồng chị dặn là đi đâu là cũng kiểu như thân thiện với hàng xóm á. Chị qua chị chào hỏi nè. Ờ, mình mới tới đợi chị xíu nha. Làm gì mẹ? Cái bà này vô duyên thật sự chứ. Mày có làm gì chị? Tự nhiên xong cái phòng mình là sao vậy? Ê, mắt nha. Chị gửi cái thùng gà lấy Thảo. Trời ơi, hai đứa, ủa hai đứa vợ chồng nhau hả? Ờ. Dạ. Trời ơi, dễ thương, bé đẹp gái dễ sợ luôn nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Trời ơi là trời, ê, cái phòng em cũng đẹp quá nha. Dạ, cái phòng. Ui, cái phòng em cũng bức tranh đẹp quá trời. Ừ. Dạ. Thánh thần luôn. Sao mà phòng đẹp, mát lạnh, mát người luôn á trời. Ui là trời, trời tao đâu có gặp gì hồi xuống nó mát nó tối. Mát dễ sợ mát luôn. Ở chị đâu lên vậy? Hả? Chị đâu lên? Chị ở dưới quê lên, chồng chị dẫn chị đi du lịch hết. À là lên đi. Ủa, hai đứa tính làm gì vậy? Hả? Hai đứa tính làm gì? Anh quên đi, em tên gì? À, em tên Thống. Em tên Thống hả? Ừ. Em gái tên gì? Em gái đẹp, em gái xinh đẹp tên gì? À dạ em tên Ngọc Bích. Em tên Ngọc Bích, trùng của tên đẹp dễ sợ luôn, người đẹp tên đẹp. À còn chị tên gì? Ê bên phòng chị cũng có cái ghế này nè. Cái ghế gì mà nằm lên êm, trùng nó êm, cái lưng sao nha. Bạn chào hai đứa quê đâu vậy?
Dạ hai em quê ở Cần Thơ. Cần Thơ hả? Dạ. Ôi ôi là trời. Chị Bình, làm gì? Có việc gì không? Hả? Có việc gì không? Đã, đâu có gì đâu, chị đi làm quen hàng xóm, giao lưu hàng xóm gì đó. Chứ đâu qua phòng kế bên chị. Qua mấy phòng kế bên hả? Có, chị qua rồi, nãy giờ chị qua hai ba phòng luôn. Còn phòng này bên đây qua chị? Chưa. Thì chị đi qua bên đây. Qua cửa hàng này hả? Trời ơi là trời, bữa nay chị dám, chị đi giao lưu hết rồi. Chị chồng chị dặn gì đó. Nha, chị đi qua đây nha. Xíu nữa chị Bình lên đi chơi nha. Hôm nay em ngủ rồi. Hả? Em ngủ rồi. Ngủ hả? Ừ. Mày có gì mai sáng sáng chị qua chơi nha. Rồi bye bye em. Mà nội thì phiền phức hết sức. Cứ vô mẹ này đâu ai trời. Ai biết đâu, đi lâu mà lên đến cái này. Chờ cái trứng kìa. Sao cái trứng rồi? Không thôi được. Thì bà nội phải đi đâu mất tiêu rồi, để cửa tam quan vậy trời. Lo đồ đạc, lội đi đâu cũng chờ. Vậy nha. Ủa, vậy em có ăn gái chưa? Bạn gái gì đâu? Ủa em có ăn gái chưa? Em 23 tuổi, mình cũng có ăn gái sao được? Đúng không? Thì... cũng có không cái chứ gì? Vậy? Cái bọn mình không vậy, ngộ chứ không cái chứ? Ông này ngộ, ông nhận tôi đi đâu được không mấy biết cỡ hàng xóm này kia kia nọ. Tôi qua tôi gặp quen hàng xóm đánh gì đấy, tôi quen 4 năm phòng rồi đó. Ôi mẹ ơi, mẹ, cái này là... cách xã của người ta. Ngồi đây vậy? Hả? Nó quen chị ngồi đây vậy? Thì chị ngồi chị nói chuyện với em nãy giờ nó kỳ vậy? Chị hai của chú này không mà bà xã con cái gì không hồi nãy tôi làm quen mới cái đầu ngồi rồi về tôi lên đầu hai làm việc đi ở đây không phải là ở dưới quê sao vậy ông dặn tôi là đi đâu cũng quen hàng sớm chứ trời kìa bé này bé đẹp đẹp này nè hồi nãy tôi quen bé đẹp đẹp này nè hồi nãy là hai vợ chồng vô ủa mà chú ơi này vợ chú hả? Ờ đúng rồi nãy giờ đi kiếm bà đi đâu rồi anh nào là trời làm ơn dắt bà về những cái gì bà vô duyên muốn chết tụi con yêu từng tưới nhau mà gặp bả rồi thôi không có gì đang ngồi trên giường cái bả mở cửa vô trời đất ơi bả ngồi trước cửa hỏi con nè bà hỏi mấy gì từ đứa bé trời ơi tôi đi tắm ra thấy bà đi mất tiêu rồi tôi mới lên giường con nằm người như đúng rồi luôn ủa thì bây giờ tôi chuyện gì của chuyện qua lần chỉ là quen thôi hả xin lỗi em nói chuyện cái nha xin lỗi ngồi một xíu vậy xin lỗi mẹ để em lỗi cái xin lỗi cho anh cháu thôi về giùm con cái mẹ ở đây là chú nói chuyện tao sẽ làm quen thôi mẹ ơi 11 giờ đêm mà cho cái trẻ thì mà ngủ ủa vậy hả dạ ủa vậy hả đi về phòng dùng cách đi về phòng tôi không đi về phòng thì tôi lên lầu hai cái đó